Đầu tiên để xuất được một cái file CAD nội thất này hoặc là một cái file CAD bất kỳ sang 3D Max ấy, thì mọi người sẽ phải làm cái thao tác như sau. Giả sử đây là một cái hồ sơ thiết kế kiến trúc, thì cái thao tác đầu tiên mình sẽ từ cái mặt bằng cải tạo này, mình có thể coi đây là cái mặt bằng mà mình sẽ cần đưa sang 3D Max. Từ cái mặt bằng này mình copy ra một cái, sau đấy thì cái thao tác tiếp theo là mình sẽ xóa hết những cái layer mà nó không cần thiết, ví dụ như là dim này, text này, rồi là những cái layer phụ mình sẽ giữ lại cái phần tường là chính và có thể là giữ lại thêm cả phần nội thất nữa. Thì cái cách để mà xóa những cái file này nhanh ấy thì mọi người có thể dùng cái lệnh lay on, lay off, lay iso đúng không? Mọi người đã biết lệnh này chưa? Lay ISO là lệnh gì nhỉ? Đúng rồi, lay ISO là lệnh để tắt các cái layer, à để hiện cái layer mà mình cần hiển thị lên đúng không? Mình đang cần hiển thị tường, ví dụ thế. Mình xóa hết những cái thành phần không cần thiết đi. Ví dụ như là có thể cái bản vẽ họ vẽ nó còn thiếu sót hoặc là do họ vẽ quá là nhiều lớp thì mình xóa những lớp không cần thiết đi. Và mình sẽ dùng những cái lệnh như là lệnh fillet. Lệnh fillet này, giới thiệu mọi người lệnh fillet. Viết tắt là S enter. S fillet, viết tắt là F enter. Nó tác dụng là để vát những cái đối tượng như thế, để bo kín những đối tượng giả sử nó bị hở. Như thế này. Mình có thể trường hợp này mình có thể cắt đi bằng cách bằng lụng cách dùng lệnh chim đúng không, hoặc là mình dùng lệnh fillet cũng được. Đây này, fillet thì để nối hai giá trị với nhau, fillet để giá trị bằng 0. Cái điểm thừa nhá mình sẽ bỏ hết đi, nối hết lại như này. Có thể với một cái bản vẽ mà có quá nhiều layer, có quá nhiều đối tượng, mình sẽ phải sử dụng cái lệnh lay on, lay off, lay iso rất nhiều lần đúng không? Vì thế cho nên là có thể mọi người sẽ đổi cái phím tắt trong AutoCAD cho nó dễ thao tác. Ví dụ trong trường hợp này mình đã đổi phím tắt của lay ISO là lệnh 11 enter thì nó sẽ hiệu quả hơn trong việc mình thao tác với những cái lệnh như này.
Thì cách mọi người đổi phím tắt như sau này. Mọi người sẽ vào trong phần, trong cái menu tool này, chọn thanh, lựa chọn customize. Trong lựa chọn này mọi người sẽ chọn phần edit, edit program parameter. Một cái cửa sổ arcade được hiện ra đúng không? Trong cửa sổ này mọi người kéo xuống sẽ thấy là tất cả những cái lệnh mà trong AutoCAD hỗ trợ có thể dùng phím tắt được thì nó đã liệt kê hết ở đây. Mình muốn đổi lệch cái lệnh gì ấy, thì mình có thể tìm cái lệnh đấy, mình thay đổi giá trị cho nó. Ví dụ như lệnh L enter, lệnh vẽ một đường line đúng không? Mình có thể đổi thành lệnh Q enter cũng được, hoặc một cái lệnh gì đấy. Tương tự lệnh lay ISO này, trong mặc định trong CAD thì nó chưa có lệnh lay. Ba cái lệnh này mình có thể viết thêm. Mình sẽ viết lay ISO là 11, lay off là 22 này, lay on là 33. Thêm cho nó ba cái giá trị về vào. Và tất cả những cái lệnh khác mình có thể đều có thể mà thay đổi nó đây. Ví dụ lệnh ma chốt ma enter đúng không, mình đổi nó thành mm enter. Sau đấy các bạn tắt cái bảng này đi, nó hỏi mình có muốn lưu hay không thì chọn yes và dùng cái lệnh re init enter. Sau đấy tích và lựa chọn PGP file này, chọn ok. Đây nha, re init. Rồi init enter. Cái lệnh này thì tác dụng của nó là nó làm cho cái bộ lệnh mình vừa đổi có tác dụng ngay. Mình tích vào PGP file và chọn ok. Nếu mà mình không làm cái lệnh này thì mình phải tắt CAD đi, khởi động lại CAD thì cái lệnh mình vừa mới đổi nó mới có tác dụng. Được chưa? Thực ra để xuất từ AutoCAD sang 3D Max thì có một vài cách. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách xuất bằng layer. Thao tác tiếp theo là mình sẽ bật bảng layer này. LA Enter. Bật layer này. Và tạo ra 3 layer mới. Mình tạm gọi nó là 3D số 1, 3D 2 và 3D 3 nhé. Hoặc là mọi người có thể gọi là 3D tường. Cái thứ hai sẽ là 3D cửa. Nó sẽ quản lý tất cả các cái cửa đi mà mình sẽ xuất sang 3D. Có thể cả cửa sổ nữa. Cái thứ ba có thể là sàn này, trần tường, sàn trần đúng không? Và các cái chi tiết khác. Và yêu cầu tiếp theo mọi người sẽ đổi cái màu cho nó khác biệt một chút cho dễ nhìn. Sau đấy thì mình sẽ chọn 3D tường và mình dùng cái lệnh như sau, lệnh bo. Giới thiệu các bạn lệnh boundary này, crescent này. Phím tắt là bo enter. Mình sẽ gọi lệnh này là lệnh bo. Cái lệnh này có tác dụng là tạo một đường kín, tạo một đường kín bao quanh một đối tượng. Mọi người để ý nhá, cái đối tượng của mình ấy, nếu mà nó vẽ mà nó bị hở ấy, thì giống như hôm trước mình đã tìm hiểu là trong 3D Max là etude lên nó sẽ bị thủng khối đúng không? Nó sẽ không, cái khối của mình, cái cấu trúc của nó sẽ không ổn định. Chính vì thế mà trong CAD mình sẽ dùng lệnh bo. Mình sẽ bo các đoạn tường này vào. Được chưa? Nhớ là mình phải chọn cái layer 3D tường trước khi bo.
Sau khi mà bo cái lê tường xong ấy, thao tác tiếp theo là mình sẽ chọn 3D cái 3D cửa này và mình vẽ lại các cái cửa này. Thì cái lệnh thứ hai có khả năng tạo đường kín trong AutoCAD đó là lệnh rectangle RC này, cái đường một cái hình rectangle này thì nó luôn được coi là một đường kín, đúng không? Thì trường hợp này mình sẽ dùng cái lệnh rectangle để vẽ lại các cửa sổ và cửa đi. Mình gọi chung là cửa. Ngoài ra mà trong quá trình thao tác của mình ấy, có thể mọi người sẽ thấy là cái bản kết của mình nó quá nhiều layer, quá nhiều đối tượng, nó khiến cho cái việc thao tác của mình nó trở nên không được nhanh lắm, đúng không? Mọi người có thể dùng lệnh PU này để xóa bớt các layer không cần thiết đi. PU này, đây là một cái lệnh để lọc bản vẽ. Viết tắt của cái lệnh UG này, PU Enter. Hiện ra một cửa sổ thì mọi người sẽ tích vào UG On này, chọn Yes to On thì nó sẽ xóa hết những cái layer không cần thiết, cũng như là chọn UG On vào đây. Xong là chọn Yes to On thì nó xóa hết những layer không cần thiết, thì cái bản vẽ của mình nó sẽ trở nên nhẹ hơn. Đấy là một cái lệnh mà trong quá trình mình vẽ bản CAD này có thể mình sẽ phải dùng đến, bởi vì nó sẽ có rất nhiều trường hợp mà mình sẽ thấy bản CAD của mình nó rất là nặng. Xóa những cái không liên quan đến tường và cửa này. Đúng rồi, Xóa cái trong bản vẽ này trong nhá, những trong cái bản vùng vẽ này, trong bản vẽ này có layer nào không dùng đến nó xóa hết đi, nó chỉ giữ lại những layer mình đã sử dụng trong bản vẽ này thôi. Layer thừa mình có thể copy từ bản vẽ khác sang, hoặc là từ mình vẽ trên cái bản vẽ của người ta ấy, thì có rất nhiều layer, mình sẽ xóa bớt những layer không cần thiết đi, bản vẽ nó sẽ nhẹ hơn. Một cái lệnh tiếp theo để hỗ trợ tầm kín nó là cái lệnh PL Enter. PL PL là viết tắt của lệnh PLine, đúng không? Lệnh này mọi người biết rồi, nhưng mà nhắc lại nó là một cái lệnh để hỗ trợ tạo đường kín thôi. Thì mình sẽ dùng cái 3D số 3 của mình đã bị xóa bởi vì mình chưa dùng đến nó, đúng không? Mình có thể tạo lại 3D sàn. Dùng lệnh PL. Để mình sẽ vẽ được một cái sàn như này. Bởi vì cái hình sàn này nó khá là phức tạp, đúng không? Nó sẽ lắt léo hoặc như thế nào đấy. Thì mình sẽ dùng lệnh PL để mình vẽ. Ngoài lệnh PL để vẽ đường kín thì các cái lệnh khác cũng hỗ trợ đường kín, ví dụ như là một cái hình hình tròn này cũng được coi là một đường kín nhá. Một hình cycle cũng được coi là một đường kín. Hình ellipse, ellipse cũng được coi là một đường kín. Được chưa? Ngoài ra thì mình có cái lệnh, ví dụ như là mình vẽ được cái sàn theo các cái nét như này rồi. Mình giả sử đây là cái sàn của mình. Có nghĩa là mình đã vẽ được nó rồi, đúng không? Nhưng mà nó đang là các cái nét rời, mình muốn nối nó lại. Mình sẽ dùng cái lệnh PE. P Enter. PE là viết tắt của lệnh Pedit, cũng là một lệnh hỗ trợ để tạo đường kín. Pedit. Đúng rồi, PE. P Enter này và chọn một trong các cái đối tượng này. Enter.
Sau đấy mình lựa chọn cái lựa chọn roi này. Và mình quét những đối tượng mà mình muốn ghép nó vào thành một đối tượng, thành một cái đường kín như này. Mình enter. Thì cái đường này lập tức nó sẽ nối tất cả những đối tượng kia vào. Đây cũng là một lệnh mà hỗ trợ tạo đường kín trong AutoCAD. Sau khi mà tiến hành bo được các cái đối tượng như này rồi ấy, thì mình sẽ